Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng quay trở lại với series bình luận những trận đấu online hay nhất của cộng đồng Super Tân Việt Nam. Và hôm nay tôi sẽ cùng trở lại với các bạn lớp 9V với nhân vật Chu Ly, là nhân vật sở trường của tôi. Mặc dù trong phiên bản 2007 của Super Tân Năm thì Chu Ly đã bị nerf rất thê thảm, và hiện nay đây được đánh giá là nhân vật yếu nhất của tựa game này. Nhưng tuy nhiên thì Chu Ly trong tay tôi vẫn chưa bao giờ là một nhân vật yếu cả, và ai gặp tôi cũng phải nể một phần, bởi vì tôi là hiện nay đang được đánh giá là Chu Ly mạnh nhất của Việt Nam. Và sắp tới thì tôi sẽ tham gia giải đấu Street Fighter Summer League 2007 được tổ chức bởi cộng đồng Street Fighter Hà Nội. Do đó thì tôi cũng phải tập luyện lại một chút vì cũng đã bỏ game rất lâu rồi. Và hôm nay đối thủ của tôi sẽ là một trong những người mạnh hàng đầu của cộng đồng Street Fighter ngoài Hà Nội, đó chính là Snoopy, với nhân vật sở trường của mình là M. Bison. Vâng, trong trận đấu này thì tôi với cả Snoopy sẽ cùng lại tập luyện với nhau. Với điểm số tôi hiện nay đang là chỉ số sức mạnh 0 LP và Snoopy đang là 7700 LP. Với điểm số 0 LP thì có lẽ tôi là người đặc biệt nhất Việt Nam, vì không một người Việt Nam nào có thể có số điểm thấp tệ hại cho tôi. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. Vâng, đây là bộ quần áo tôi rất thích của Chu Ly, một bộ quần áo rất lady. Và cái thằng Bison con cặc kia thì có một quần áo rất là đồng bóng, combo tốt. Vâng, hiện nay Snoopy được coi là người sử dụng Bison tốt nhất ngoài Hà Nội bây giờ. Một số người sử dụng như là Bison số 2, số 3, đó chính là Quốc Trọng và Đồ với cả Quang Quick. Nhưng tôi nghĩ là hai bạn này vẫn chưa thể chạm được với Snoopy về cái kinh nghiệm sử dụng Bison. Và có thể thấy là trong những tình huống như thế tôi đánh combo rất là đẹp. 20 hit bỏ góc 5. Vâng, mặc dù Chu Ly khá yếu, nhưng mà nếu mà bạn biết cách đánh và bạn chịu khó sử dụng các đòn lợi nhất của Chu Ly thì bạn vẫn có cửa đấu với những nhân vật khỏe hơn. Và Bison là một trong 10 nhân vật khỏe nhất của game bây giờ. Người sử dụng Chu Ly phải đánh rất cẩn thận và yêu cầu một cái khả năng input rất là khó. Và mạnh Snoopy hiện nay cũng được đánh giá là một trong những bức tường thành siêu thủ siêu cứng của cộng đồng siêu tầng ngoài Hà Nội. Đấy, ví dụ như tình huống như vậy thì sẽ rất khó để áp đảo được mạnh. Gồm Trigger rất khó né, mặc dù tôi đã chạy qua rồi. Đấy, nhảy lùi ra sau đá rất khôn nạn. Snoopy đánh Bison không đẹp mắt như là Quang Quick, nhưng ngược lại có những cái trò bẩn rất khốn nạn như cái tình huống vừa rồi. Bay lên nhưng không ra sau mà lại rơi ra phía trước. Vâng, đấu với Bison phải rất bình tĩnh và phải thủ rất là cứng. Ấn nút này con. Ây à, giật mình nó ném cho quả trưởng vào mặt. Sai lầm mà mạnh. Combo dài 9 hit. Sai đi mạnh. Sắp sai rồi. Ôi, bố mẹ ơi, nó đẩy được ra ngoài. Lần này Bison đồng bóng này, áo này, áo da này. Vâng, có thể thấy là Chu Ly tuy yếu nhưng mà nếu bạn biết các chuỗi, các cái combo của Chu Ly và các kỹ thuật cao của Chu Ly thì Chu Ly có thể đánh với các nhân vật ở tầm cao hơn. Vâng, tỷ số trận đấu vừa rồi đang là 1-0 nghiêng về phía Chu Ly của tôi. Và bây giờ trong kèo BO3 này thì mạnh sẽ phải gỡ lại một trận để quân bằng tỷ số. Vâng, có thể thấy là cả tôi và Snoopy đều đánh khá là cẩn thận. Ây à, mẹ vừa nói cẩn thận xong là ăn ngay cái đạp vào mặt. Rồi những tình huống như vậy thì combo của Chu Ly tuy yếu nhưng mà tôi sẽ không để trượt. Rất đẹp, 13 hit. Đỡ dưới hả mạnh. Say rồi, cơ hội cho Chu Ly. Chưa chơi combo rồi, lâu quá không chơi như này. Ôi, đỡ tốt quá, hồi chết được rồi. Ôi, không ra, vẫn còn một chút cơ hội nữa. Ây à. Vâng, mạnh đã sử dụng kỹ năng khá đặc biệt của Bison là đứng dậy, lên gối. Gần thắng rồi thì lại bị nó gỡ được.
Vâng, Chuli ngoài khả năng là tung những cái cú đá ở dưới đất thì có thể tung những cú đá e kick ở trên cao như là một chiếc phản lực. Chết là chưa có mô rồi. Máy bao mạnh cũng chưa. Ây da, Mạnh không bị lừa, vẫn ngồi thủ chắc chắn. Đùa như vậy là tôi đã định hút Mạnh bay thẳng lên, nếu Mạnh bấm nút thì Mạnh sẽ thua. Vâng, trong phiên bản này thì Bison bay rất là khó chịu vì tất cả các đòn thế ở trên cao sẽ đều bị Bison đánh thắng hết. Vâng, được mệnh danh là một trùm cuối của game thì tôi nghĩ phiên bản này là phiên bản mạnh nhất của Bison từ 5 năm trở lại đây. Chết rồi. À thôi, không, vẫn còn. Ây da. Ây da. Tôi đã dình là bắn ra sau nhưng mà rất tiếc là khó. Bison bay trên cao né được, né qua được trưởng. Một đều. Và bây giờ là kèo đấu cuối cùng, sẽ là phần thắng bại giữa hai anh em là ai đến hai trước BO3. Và những tình huống như thế thì tôi combo sẽ không giờ trượt. Đã chạm vào là phải đánh được combo dài. Rất lạnh lùng lùi ra sau. Vào góc đi Mạnh, đã vào góc rồi thì không ra được đâu. Ây da, vừa dọa nó xong nó lại ra rồi. À, lại vào trong đi con, không ép được, quá khó. Bison có rất nhiều trò đấy, cứ bay lên trên không thì sẽ bị Bison đánh rớt xuống. Ghê chưa kìa. Ôi ôi, bắt đầu biến hóa đẹp ở đây. Ôi nhanh quá. Ôi say rồi, say rồi. Chết mẹ, ghê quá. Vâng, tôi lúc đầu vừa mới nói là đánh không đẹp bằng Snoopy, đánh không đẹp như Quang Quick. Nhưng mà trong tình huống vừa rồi thì đã cho thấy là chỉ cần Snoopy muốn là có thể đánh đẹp được như vậy. Sai lầm rồi Mạnh ơi, 11 hit. Nhưng mà trận này Mạnh còn thắng đấy. À, không được, đây cơ hội cho tôi rồi, đang dẫn nửa cây. Rất bình tĩnh đối với Bison, không được để sai lầm. Sai lầm mà sẽ bị Bison đánh cái combo rất là thấm vào người. Sai lầm rồi Mạnh ơi. Ây à, đến phiên mình sai lầm. Hơn máu rất nhiều, Bison sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, một tình huống lưu ra sau rồi nhảy lên chặn cú bay của Bison. Tôi đoán được là Mạnh sẽ dụng chiêu dẫn bên đầu. Vâng, trận đấu round cuối cùng của hiệp đấu cuối cùng. Anti air tốt, rất khó nhảy vào Mạnh. Vâng, các biến hóa của Choli đều bị Mạnh chặn cả lại được. Nó đã khá cân bằng đấy. Cứ nhảy lên cao sẽ thua. Bison là chung ở phía trên cao. Đấy, không thể nhảy được, càng quá. Phải dùng trigger rồi. Ai à, Mạnh ơi, em không đỡ dưới à. Stun. Sắp say rồi, cố lên quên một tí nữa thôi. Đúng rồi, dẫm vào đầu. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Và Mạnh đã hai lần lựa chọn sai lầm. Đoán sai trên dưới cho nên là Mạnh đã phải ăn hai combo của Chuli và chết luôn. Vâng, qua đó thì con thể thấy là Chuli mặc dù rất yếu nhưng vào tay một cao thủ thì vẫn có thể mạnh như thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.